Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin đã tăng lên gần mức 29.000 đô la ở thời điểm hiện tại, chứng kiến mức tăng 6% trong ngày hôm nay. Nếu đóng cửa trên đường trung bình động 200 ngày quan trọng, Bitcoin sẽ xác nhận xu hướng tăng và hướng tới mức 30.000 đô la. Theo sentiment, Bitcoin cũ hơn đang trên đà di chuyển, đã rời khỏi ví của họ sau một thời gian dài không hoạt động, ngay trước khi quay trở lại mức 27.000 đô la. Số lượng Bitcoin không hoạt động thay đổi ví lớn nhất kể từ tháng 7. Những mức tăng đột biến này trong chỉ số tuổi tiêu dùng cho thấy sự đảo ngược hướng giá. Lần tăng giá Bitcoin mới nhất đã thúc đẩy các dự đoán về các nguyên tắc cơ bản của mạng Bitcoin. Theo dữ liệu từ BTC.com, trước lần điều chỉnh tự động tiếp theo vào ngày 16 tháng 10, độ khó của Bitcoin hiện được dự báo sẽ tăng lên mức cao nhất mọi thời đại. Điều này không có gì mới vào năm 2023, một năm mà cả độ khó và tốc độ bầm thường xuyên đạt những kỷ lục mới. Tuy nhiên, mức tăng độ khó sắp tới có thể lọt vào top 3 từ đầu năm đến nay với gần 7%, phản ánh sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các thợ đào. Trong khi đó, ước tính tỷ lệ bầm thay đổi đáng kể tùy theo tài nguyên. Dữ liệu tốc độ bầm thô từ Mining Pool Start cho thấy mức cao nhất mọi thời đại mới là 497,66 exahash mỗi giây, đạt được vào ngày 9 tháng 10. Độ khó cao kết hợp với mức giá Bitcoin tương đối khiêm tốn chắc chắn sẽ đặt ra câu hỏi về lợi nhuận của người khai thác. Với chi phí ngày càng cao trên mỗi Bitcoin, mối lo ngại định kỳ xuất hiện về cách các công ty khai thác được khuyến khích tiếp tục. Cũng giống như tỷ lệ bầm, các ước tính khác nhau về chi phí sản xuất tổng hợp trên mỗi Bitcoin thực sự đắt đến mức nào. Với vô số yếu tố bao gồm cả vị trí thực tế, tất cả đều đóng một vai trò trong việc kiểm đếm. Đợt Bitcoin halving vào năm tới sẽ làm giảm thêm 50% số Bitcoin nhận được cho mỗi khối được khai thác, làm tăng thêm áp lực cực lớn đối với thợ đào. Trong khi đó, thợ đào Trung Quốc đe dọa an ninh Hoa Kỳ. Lầu Năm Góc và gã khổng lồ công nghệ Microsoft đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hoạt động khai thác Bitcoin ở Wyoming. Công dân Trung Quốc sở hữu mỏ Bitcoin đặc biệt này nằm gần trung tâm dữ liệu của Microsoft và căn cứ quân sự. Hoạt động này liên kết với 5 công ty, bao gồm Bit Origin Limited, được coi là mối đe dọa an ninh quốc gia tiềm tàng với Mỹ, bất chấp sự trấn an từ chủ tịch Bit Origin Li Jiangming. Theo The New York Times, các quan chức Lầu Năm Góc và Microsoft lo ngại rằng vị trí chiến lược này có thể cho phép chính phủ Trung Quốc theo đuổi các hoạt động thu thập thông tin tình báo toàn diện nhắm vào trung tâm dữ liệu và căn cứ không quân Francis Warren, nơi đặt trụ sở của tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM. Trang trại khai thác lần đầu tiên nằm dưới sự giám sát của chính phủ Hoa Kỳ khi nhóm của Microsoft gắn cờ nó với Ủy ban Đầu tư nước ngoài vào tháng 8 năm 2022. Trung Quốc đã cấm hoạt động khai thác Bitcoin trong biên giới của mình vào năm 2021. Điều này đã thúc đẩy các doanh nghiệp tiền điện tử phải thành lập ở nơi khác, bao gồm cả Hoa Kỳ. The Times đã xác định các mỏ 12 bang thuộc sở hữu của công dân Trung Quốc, một số có quan hệ với chính phủ Trung Quốc, số khác thì không, và một số không thể truy tìm được. Và thông tin cuối cùng, chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ số lượng Bitcoin khổng lồ. Chính phủ Hoa Kỳ đã thu giữ khoảng 200.000 Bitcoin từ tội phạm mạng và nắm giữ một trong những kho Bitcoin lớn nhất thế giới. Số Bitcoin này trị giá khoảng 5,4 tỷ đô la. Nếu bị thanh lý, số tiền lớn như thế này chắc chắn làm giảm giá Bitcoin. Bitcoin được giữ ngoại tuyến trong ví lạnh do các cơ quan như Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ IRS kiểm soát. Có thể mất nhiều năm từ khi tịch thu đến khi thanh lý, do các cuộc điều tra và thủ tục pháp lý kéo dài. Điều này vô tình cho phép chính phủ được hưởng lợi từ việc tăng giá của Bitcoin. Sau khi vụ án kết thúc, cơ quan có thẩm quyền sẽ thanh lý Bitcoin và phân phối số tiền thu được cho nạn nhân, đồng thời trang trải các chi phí điều tra. Việc thanh lý thường được thực hiện qua Coinbase, họ sẽ thanh lý từng phần để tránh làm thị trường hoảng loạn. Trong đợt bán gần đây vào tháng 3, chính phủ đã bán 9.861 Bitcoin thông qua Coinbase. Theo người phát ngôn của chính phủ, mục tiêu của chúng tôi là xử lý tài sản kịp thời với giá trị thị trường hợp lý. Theo 21.co, công ty mẹ của 21Share, chính phủ Hoa Kỳ đã tịch thu ít nhất 215.000 Bitcoin kể từ năm 2020. Họ đã theo dõi 3 vụ tịch thu kể từ năm 2020 trên trang Dan Analytics. Vụ bắt giữ Siro vào tháng 11 năm 2020 là 69.369 Bitcoin. Vào tháng 1 năm 2022, lượng Bitcoin thu giữ sau vụ hack Bitfinex có tổng trị giá 94.643 Bitcoin. Trong khi vào tháng 3 năm 2022, vụ thu giữ của James Young là 51.326 Bitcoin. Điều này có nghĩa là tổng số tiền dự trữ của nó có thể lớn hơn nhiều so với 194.188 Bitcoin mà 21.co đã đếm và theo dõi. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.